Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi học đánh vần với chữ cờ nhé. Nào, bây giờ các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và cùng theo dõi video của cô nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm quen với các chữ cái sau nhé. Các bé cùng theo dõi và đọc theo cô nào. Cô đố các bé em đây là chữ gì? Đây là chữ cờ. Các bé cùng đọc theo cô nhé. Cờ. Cờ. Sau đây là cách viết chữ cờ. Cờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi học ghép vần với chữ cờ nhé. Nào, các bạn hãy cùng chú ý theo dõi và cùng đọc theo cô nhé. Cô có chữ cờ. Cô ghép với chữ A. Chúng ta sẽ đọc là cờ A. Cờ A K. Cờ A K. Cô có chữ cờ. Cô ghép với chữ O. Chúng ta sẽ đọc là cờ O. Cờ O Co. Cờ O Co. Cô có chữ cờ. Cô ghép với chữ ô. Chúng ta sẽ đọc là cờ ô. Cờ ô cô. Cờ ô cô. Cô có chữ cờ. Cô ghép với chữ ơ. Chúng ta sẽ đọc là cờ ơ. Cờ ơ cơ. Cờ ơ cơ. Cô có chữ cờ. Cô ghép với chữ u. Chúng ta sẽ đọc là cờ u. Cờ u cu. Cờ u cu. Cô có chữ cờ. Cô ghép với chữ ư. Chúng ta sẽ đọc là cờ ư. Cờ ư cư. Cờ ư cư.
Các bé ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập một lần nhé. Các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ôn tập thôi. Các bé cùng theo dõi và đọc theo cô nào. A. A. O. 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 U. U. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Thanh Nấm cảm ơn tất cả các bé đã theo dõi video của cô. Các bé ơi, video của cô sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 3 và tối thứ 6 hàng tuần. Nhưng cô sẽ cố gắng ra nhiều video hơn để phát sóng vào những buổi tối khác trong tuần cho các bé nhà mình cùng theo dõi và cùng học nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để mỗi khi cô có video mới thì các bé là người đầu tiên được đón xem nhé. Cô cảm ơn các bé rất nhiều. Hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!